Lượng từ mới trong các bài học của chúng ta bây giờ đã bắt đầu tăng lên. Các bạn hãy cố gắng xem trước từ mới, sau khi học xong, học lại chúng một lần nữa để có thể nhớ chúng được lâu hơn. Đừng quên sử dụng thẻ học chữ Hán TBN01 vì nó sẽ hỗ trợ cho bạn trong việc học từ mới. Bạn có thể học từ mới được nhanh hơn, nhớ lâu hơn và biết được thêm những từ mới khác, những từ liên quan hay những câu ví dụ sử dụng những cái từ mới đó. Nào, cùng nhau vào bài học số 5 nhé. 第五课, 你家有几口人? Bài số 5 của chúng ta có 4 phần. Phần 1, 学习语音. Phần 2, 学习课文. Phần 3, 对话练习. Và phần 4, 学写汉字. Chúng ta vào phần đầu tiên, 学习语音. Chúng ta sẽ ôn tập phần ngữ âm một chút. Bài 1, nghe và đọc âm tiết dưới đây. Các bạn nghe và đọc theo nha. Zi, zhi, zàn zhù, zuò zhě, zōng zhǐ, zhù zuò, ci, chi, cài chán, ci chèng, cha cuò, chào cài. Sư, sư, sư sơ, sư sư, sán sơ, sâu sô. Bài 2, đọc to từ ngữ dưới đây. 2, 朗读下面的词语. 老师, 律师, 职员, 都是 留学生 大学生 几口人 我们班 你们家 做什么 多少个. Bài 3, đọc những từ ngữ mang thanh nhẹ sau. 3, 读下面带轻声的词语. 你们我们爸爸妈妈哥哥学生多少什么。本语音知识, chúng ta sẽ học về quy tắc viết. Khi vận mẫu bắt đầu bằng y tự thành âm tiết trừ in và yên thì chúng ta thêm y vào phía trước. Những trường hợp khác sẽ viết y ngắn thành y dài. Ví dụ như ya thì chúng ta sẽ viết từ y ngắn thành y dài. Ya, yao, ye. Còn vận mẫu in thì chúng ta sẽ thêm chữ y dài vào đằng trước. In. Tương tự như vậy. Yen, yo, yung, ya, yao, ye, yin. Tức là chúng ta sẽ chỉ viết khác đi thôi, còn đọc thì không thay đổi. Quy tắc tiếp theo, khi vận mẫu bắt đầu bằng u tự thành âm tiết thì u sẽ biết thành w. Wa, wan, wo, wai, wang, wei, wen. Khi chúng ta đọc chữ W này thì mình có cảm giác hơi hơi có chữ G một chút. Cũng không hẳn là wen, mà là wen. Quy tắc tiếp theo, khi vận mẫu bắt đầu bằng u tự thành âm tiết thì thêm y vào phía trước chữ u và bỏ hai chấm ở trên đầu chữ u đi. Yue, yun, yuan. Tiếp theo chúng ta vào phần số 2, 学习课文. 课文一. 我叫林娜，我是法国留学生。我家有四口人，爸爸妈妈
哥哥和我，我爸爸是职员，妈妈是老师。哥哥和我都是大学生。 Chúng ta cùng xem từ mới của bài này nha. Sinh từ gia, hữu, khẩu, ba ba, ma ma, gơ gơ, hờ, trí yuán, đâu, đa xuế sinh. Các bạn hãy đọc xem nghĩa của những từ mới này, sau đó thì chúng ta sẽ luyện đọc từ mới. Nào chúng ta cùng luyện đọc. Các bạn nghe và đọc theo nhé. Sinh từ gia, hữu, khẩu, ba ba, ma ma, gơ gơ, hờ, trí yuán, đâu, đa xuế sinh. Chúng ta cùng nhau phát triển từ. Chúng ta sẽ học thêm một số từ mới liên quan đến các thành viên trong gia đình. Papa nghĩa là bố, cha. Mama mẹ. Ke-ke anh trai. Mei-mei em gái. Ti-ti em trai. Và chie-chie là chị gái. Nào các bạn cùng đọc nào. Papa, mama, ke-ke, mei-mei, ti-ti, jie-jie. Tiếp theo đến từ hớ, nghĩa là và. A hớ B, A và B, hoặc A, B, C và D, A, B, C và D. Ví dụ, 你和我, 汉语和英语, 英语、日语和法语, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp. Tiếp theo đến từ 有, 有 nghĩa là có. 我有一个哥哥. Tôi có một người anh trai. 我有汉语书. Tôi có sách tiếng Hán. 我家有三口人. Nhà tôi có ba người. 我有汉语课. Tôi có tiết học Hán ngữ. 我们都有汉语课. Chúng tôi đều có tiết Hán ngữ. Trái nghĩa với dụ là mấy dụ, tức là không có. 我没有姐姐. Tôi không có chị gái. 我没有英文书. Tôi không có sách tiếng Anh. 我没有汉语课. Tôi không có tiết tiếng Hán. Tôi nghĩa là đều. 我们都学汉语. Chúng tôi đều học tiếng Hán. 也都 cũng đều. 我们也都学习汉语. Chúng tôi cũng đều học tiếng Hán. 都是 đều là. 我们都是职员. Chúng tôi đều là nhân viên văn phòng. 也都是 cũng đều là. 他们也都是职员. Họ cũng đều là nhân viên văn phòng. Nào chúng ta cùng nhau luyện đọc bài khóa. Các bạn nghe và đọc theo bài khóa. 我叫林娜，我是法国留学生。 我家有四口人，爸爸
妈妈、哥哥和我。我爸爸是职员，妈妈是老师，哥哥和我都是大学生。Tiếp theo chúng ta sẽ trả lời câu hỏi cho bài khóa đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất, Lý Na gia yǒu jí kǒu rén? Lý Na gia yǒu sì kǒu rén? Câu hỏi số 2, Lý Na gia yǒu shěme rén? Lý Na gia yǒu bà bà, má mà, gơ gơ hờ tha. Câu hỏi số 3. Lý Na de bà bà zuò shěme gōngzuò? Má mà nè? Lý Na de bà bà shì zhí yuán, má mà shì lǎo shí. Tiếp theo chúng ta cùng vào bài khóa số 2, Khờ vấn 2. Khờ vấn Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? Wǒ jiā yǒu sān kǒu rén. Nǐ jiā yǒu shěme rén? Wǒ jiā yǒu bà bà, má mǎ hě wǒ. Nǐ bà bà, má mǎ 做什么工作？我爸爸是律师，妈妈是医生。Bài khóa số 2 là hội thoại giữa bạn Lý Na và bạn Chu Yun, nói về gia đình của bạn Chu Yun. 课文二，生词，几。做工作律师医生。那 chúng ta cùng nhau đọc từ mới. 几做工作律师医生。 chúng ta cùng nhau phát triển từ 生. Chúng ta đã học từ gì? Y sinh, lưu xuế sinh, đa xuế sinh. Tiếp theo, chỉ và tua sọ. Chỉ và tua sọ dùng để hỏi số lượng. Chỉ thường dùng để hỏi số lượng dưới 10. Số lượng trên 10 thì chúng ta sẽ dùng tua sọ. Ví dụ, nǐ jiā yǒu jí kǒu rén? Gia đình bạn có mấy người? Nǐ men bān yǒu duō shǎo ge xuě sheng? Lớp của bạn có bao nhiêu học sinh? Nào chúng ta cùng nhau luyện tập dùng chỉ hoặc duō shǎo để điền vào chỗ trống. Câu đầu tiên, nǐ yǒu ge gě gè. Nào đây chúng ta sẽ dùng chỉ hay duō shǎo? Chúng ta sẽ dùng chỉ, bởi vì thông thường trong gia đình thì số anh chị em sẽ thông thường sẽ nhỏ hơn 10, nên chúng ta sẽ dùng chỉ. Bạn có mấy anh trai hay mấy em trai, mấy chị gái, mấy em gái. Câu số 2, 你们班有个学生? Khi hỏi về lớp học thì thường là sĩ số sẽ khá là lớn, vài chục người, nên chúng ta sẽ dùng 多少. 你们班有多少个学生? Câu số 3. 你们公司有个职员? Công ty thì thông thường chúng ta cũng sẽ dùng
多少？你们公司有多少个职员？你家有口人？chúng ta sẽ dùng chỉ gia đình bạn có mấy người. Cách hỏi và trả lời về nghề nghiệp. Khi hỏi về nghề nghiệp của người khác thì chúng ta sẽ hỏi là 你做什么工作? Bạn làm nghề gì? Và câu trả lời sẽ là 我是. Ví dụ nếu như là sinh viên thì sẽ là 我是大学生. Tôi là sinh viên. 你哥哥做什么工作? 我哥哥也是大学生. Anh trai tôi cũng là sinh viên. Nào chúng ta cùng nhau luyện đọc bài khóa. Các bạn nghe và đọc theo. 课文 你家有几口人? 我家有三口人。你家有什么人?我家有爸爸、妈妈和我。你爸爸、妈妈做什么工作？我爸爸是律师，妈妈是医生。Tiếp theo chúng ta sẽ vào bài khóa số 3. 课文 林娜，你们班有多少个学生？十六个。你们班有几个法国人？我们班有两个法国人。你们班有韩国人吗？有。有几个韩国人？有四个韩国人。那chúng ta cùng nhau xem từ mới của bài này. 课文三，生词。你们班多少个学生？我们两那chúng ta cùng nhau đọc từ mới. 你们班多少个学生，我们两。Chúng ta cùng nhau phát triển từ cơ là lượng từ và nó sẽ được đọc là thanh không cơ. Ý cơ cơ cơ. Lạng cơ Trung Quốc rỉnh. Sang cơ lão sư. 四个同学。Chúng ta cùng nhau phân biệt lẻng và er. Số 2 thì có lúc đọc là er, có lúc đọc là lẻng. Vậy khi nào đọc là lẻng, khi nào đọc là er? Số 2 sẽ được đọc là er khi nó là số đếm. Ví dụ, 12, 20. Và sẽ được đọc là lẻng khi là số lượng đứng trước lượng từ. Lẻng cơ rến, lẻng khẩu rến. Chúng ta đã học từ 1 đến 10 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp cách nói số từ 1 đến 100. 11 là 11, tức là 10 và 1 sẽ là 11. 11.
20 là 20. Tương tự như vậy với 30, 40 sẽ là 30, 40, cho tới 90. 21 tức là 20 và 1. 21. Tương tự như vậy, 22, 23, 29. Đến số 99 sẽ là 99. Và 100 là 100. 100 là 100, 100 là 100. Nào chúng ta cùng nhau luyện đọc bài khóa số 3 nha. Lín nà, 你们班有多少个学生? 16个。 你们班有几个法国人? 我们班有两个法国人。 你们班有韩国人吗? 有几个韩国人? 有4个韩国人。 Chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi cho bài khóa số 3. Lín nà tờ bán yếu tố sảo xuyê sẵn? Lín nà tờ bán yếu 16个 xuyê sẵn? Câu số 2. Lín nà tờ bán yếu chỉ cơ phả của rến? Lín nà tờ bán yếu 2个 phả của rến? Bài hôm nay chúng ta sẽ bổ sung một số từ ngữ về nghề nghiệp. Công rến, nông miễn, bộ sĩ, cảnh trá. Công nhân là công nhân. Nông dân là nông dân. Hộ sĩ là y tá. Cảnh trá là cảnh sát. Nào chúng ta cùng vào phần số 3, đối thoại luyện tập, luyện tập đối thoại. Bây giờ mình là A và các bạn sẽ là B. Các bạn hãy trả lời câu hỏi của mình nhé. Ni hao. Ni jiao shenme mingzi? Ni shi na guo ren? Ni jia you ji kou ren? Ni zuo shenme gongzuo? Ni ba ba ma ma zuo shenme gongzuo? Chúng ta vào phần thứ tư, xue xie han zi. Về nét bút thì bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học những nét bút cơ bản. Nét xía câu, xiên móc. Ví dụ như chữ gỗ. Nét uo câu, nằm móc. Giống như chữ xin. Hứng chứa câu, ngang gấp móc. Ví dụ như chữ quân. Hứng chứa quan câu, ngang gấp cong móc. Ngang gấp sau đó cong và móc. Bài hôm nay chúng ta sẽ học về kết cấu của chữ Hán.
Kết cấu đầu tiên, kết cấu đơn lập. Ví dụ như chữ sân hay là chữ pu. Nó đây được gọi là kết cấu đơn lập. Kết cấu thứ hai là kết cấu hình chữ phẩm. Chữ này đọc là phỉn. Hay người ta còn gọi là kết cấu bộ ba, tức là ba phần ghép lại với nhau. Ví dụ như chữ phỉn, chữ chiêng và chữ sân. Bài hôm nay chúng ta sẽ học đến đây. Hẹn gặp lại các bạn ở bài số 5. 下次课见.